Chiều ngày 9 tháng 9, Trường Đại học Đông Á tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 với hơn 2.000 sinh viên đại diện cho sinh viên toàn trường tham dự. Dịp này, Quỹ học bổng Hoa Anh Đào của nhà trường vinh danh và trao 140 suất học bổng khuyến tài gồm một suất học bổng toàn phần 100% học phí toàn khóa tương đương với 60 triệu đồng trên một suất, 48 suất học bổng bán phần 50% học phí toàn khóa tương đương với 30 triệu đồng trên một suất, 91 suất học bổng 30% học phí toàn khóa tương đương với 18 triệu đồng trên một suất cho 140 sinh viên có kết quả đầu vào cao năm học 2019. Đại diện cho hơn 660 sinh viên đạt từ 20 điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019, từ 8 điểm trung bình cộng lớp 12 nhập học vào trường năm học 2019. Đồng thời ghi nhận và trao 523 suất học bổng khuyến học với giá trị từ 2,3 triệu trên một suất trở lên và quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên trong ngày đầu nhập học. Tổng trị giá học bổng khuyến tài và khuyến học năm 2019 được trao dịp này lên đến 10 tỷ đồng. Tại lễ khai giảng năm học 2018-2019, Quỹ học bổng Hoa Anh Đào Đại học Đông Á cũng dành 4,7 tỷ đồng trao học bổng khuyến tài và khuyến học cho tân sinh viên.